Xin chào tất cả anh chị nhé. Và hôm nay em Công sẽ báo giá trực tiếp tất cả những cái chiếc xe gầm cao đang có mặt tại địa chỉ bên showroom của em Công. Và anh chị biết rồi rằng mấy ngày nghỉ, ngày lễ đã qua rồi và bên em còn đang rất nhiều xe. Một cái địa chỉ bán xe uy tín, mua gầm cao của bên em Công sẽ cho anh chị những cái sản phẩm chất lượng nhất anh chị nhé. Vậy thì kính mời anh chị theo dõi những cái sản phẩm mà em sẽ báo ra giá trực tiếp ở đây. Thì ở đây thì tất cả những chiếc xe này em đã có clip chi tiết rồi. Thì nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe nào cụ thể thì hãy liên hệ với em sẽ gửi chi tiết cho anh chị nhé. Vâng, bởi vì cái mẫu gầm cao này, đây là những cái mẫu xe mà cực kỳ chất lượng và bên em đã tuyển chọn cũng như là có video clip chi tiết cho anh chị. Và bây giờ sẽ báo giá lần lượt, anh chị nào cần chiếc xe nào liên hệ với em trực tiếp, follow nhé anh chị nhé, follow em để có thể là theo dõi những chiếc xe mà anh chị quan tâm. Đầu tiên thì xin giới thiệu với anh chị, đây là một chiếc Kia Sorento máy dầu. Và chiếc xe này cũng sẽ chào bán với chị với mức giá đó là 5.590. Và đây là mẫu Navara máy dầu 2.5 bản L phun kịch, một chủ từ đầu biển Hải Dương. Và chiếc xe này là bán tải rất là rẻ và bên em đang để cho anh chị với cái mức đó là 39. Xpander số tự động 2019, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này độ khá nhiều đồ chơi. Và chiếc xe này là 495. Và một mẫu Santa Fe 2017 bản phun xăng 2.4 cực kỳ xuất sắc. Và chiếc xe này cũng giá hợp lý luôn, 695. Và tiếp theo một mẫu Kia Seltos, một cái phiên bản gầm cao 5 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì bên em đang để cho anh chị với mức giá cực kỳ hợp lý, 59. Vâng, 59 thôi anh chị nhé. Và tiếp theo đây là một cái chiếc xe là một ông vua 7 chỗ ngồi máy dầu Ford Everest 2019 phiên bản Titanium 1 cầu với cái mức giá 783 nhé, 83. Đấy, và hai mẫu Xpander cho anh chị nữa này. 2021 số tự động. Đấy, 455. Đấy, 455 và 2020 số sàn 45. Đấy, còn cái này là 550 nhé anh chị nhé, 550. Còn cái này là 450. Và một chiếc Tucson 2019 form 2020 bản cao cấp nhất 1.6 turbo thì chiếc xe này cũng có mức giá hợp lý thôi, 735. Đấy, ngoài ra đây thì còn một rất nhiều chiếc xe ở bên này nữa này. Đây một chiếc xe để anh chị có thể là lưu tâm này, một chiếc X-Trail 2018 phiên bản full kịch SV Premium cao cấp nhất. Đấy, và chiếc xe này thì với cái mức giá hợp lý thôi, đó là hợp lý cho anh chị thôi nhé, đó là 59. Đấy. Và mẫu Santa Fe bản SLX phun dầu 2009 này, máy dầu 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc và chiếc xe này cũng hợp lý thôi, đó là 39 anh chị nhé. Và một mẫu cao cấp Range Rover Evoque 2012 nhập khẩu nguyên chiếc Anh Quốc và chiếc xe này cũng có mức giá hợp lý thôi, 625. Và một mẫu 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Kia này, một chiếc Kia Sorento 2017 màu xanh Carbonside tuyệt đẹp. Cũng mới về bên showroom em được vài hôm và chiếc xe này cũng đang có mức giá hợp lý thôi, đó là 53 các bác nhé. Và một chiếc cũng giá 53, đó là Santa Fe nhập khẩu 2013 phiên bản máy xăng cao cấp. Hai chiếc này đều là máy xăng cao cấp các bác nhé, và đồng giá đó là 53. Và một mẫu cao cấp nữa đến từ thương hiệu của Mazda, đó là Mazda CX-5 2021 bản này là bản 2.0 Luxury và chiếc xe này đang được bán với mức giá hợp lý thôi, đó là 755. Vâng, cái mức giá tương ứng với những chiếc xe đẹp và xe chất của bên em. Santa Fe Ngọc Trinh, đấy, trắng muốt một luôn, máy xăng cao cấp 2018 cũng mới cập bến tại bên em khoảng 3-4 ngày hôm nay thôi và mức giá cụ thể cho anh chị đó là 745. Và một chiếc Sorento máy dầu 2016 màu trắng ngọc trinh với tầm giá 59 cho anh chị nhé. Và tiếp theo là một chiếc Santa Fe, một chiếc CX-5 2016 bản 2.5 full kịch. Chiếc xe này cũng đang để mức giá hợp lý, đó là 560. Và một chiếc Tucson 2020 phiên bản 2.0 ATH và chiếc xe này thì cũng hợp lý thôi, đó là 745 cho anh chị này. Đấy, 745. Và một đây nào, còn lại thì em có một vài chiếc gầm thấp đấy, đang bán thanh lý nốt cho anh chị này. Anh chị nào mà cần những chiếc xe này thì liên hệ ngay, em sẽ bán thanh lý nhanh cho anh chị nhé. Bởi vì đây những chiếc xe không đúng chân, em sẽ bán nhanh cho anh chị này với mức giá hợp lý luôn này. Mazda 3 2019 bản 1.5 đấy, bản 1.5 số tự động, một cái mẫu xe sedan khá nổi tiếng đến từ thương hiệu xe Nhật.
Và chiếc xe này thì đang có mức giá cực kỳ tốt, 475 đã lên ghế điện rồi. Và tiếp theo đó là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Honda, một chiếc Honda City 2018 phiên bản CVT. Chiếc xe này là hộp số tự động và chiếc xe này bên em đang để giá cũng hợp lý thôi, đó là 385 anh chị nhé, 385 công khai luôn. Và một mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Ford, một mẫu Ford EcoSport 2016 bản Titanium. Một chiếc xe này cũng có mức giá đó là 4350, bớt 350 bớt ngay còn 345 anh chị nhé. Morning số sàn 2016 bản 1.2 và chiếc xe này cũng đang để mức giá hợp lý cho các bác thôi, đó là 160. Đấy, 160 đã có xe ô tô đi các bác ạ. Và một mẫu xe máy dầu đến từ thương hiệu của Toyota, một chiếc Fortuner 7 chỗ ngồi, động cơ 2.5 phun dầu. Đấy, số sàn đó các bác nhé. Và chiếc xe này cũng có mức giá hợp lý đó là 560 các bác ạ, 560. Và một chiếc Santa Fe 2018 màu đen đây ạ. Chiếc xe này cũng đang có mức giá 745 bằng với chiếc màu trắng kia. Có nghĩa là bên em đang có khoảng tầm hơn 40 mẫu xe gầm cao, đấy, các chủng loại khác nhau để có thể phục vụ nhu cầu sử dụng xe của quý khách hàng. Vậy thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em để có thể thêm thông tin chi tiết của từng chiếc xe, từng sản phẩm mà đang bán tại bên em anh chị nhé. Tất cả những chiếc xe đều đã được quay clip chi tiết, kể cả phần gầm bệ, cả tất cả những cái chi tiết cao khắt khe nhất, bên em đều tuyển chọn những mẫu xe chất lượng để có thể mang tới cho anh chị những chiếc xe chất lượng hạng nhất luôn anh chị nhé. Trân trọng cảm ơn anh chị đã luôn luôn quan tâm đồng hành về những sản phẩm của bên showroom, và chúc anh chị những ngày làm việc thành rực rỡ, thành công rực rỡ. Cảm ơn.